Tôi là bác sĩ Dương Minh Tâm. Hôm nay tôi trình bày với vai trò là thành viên của Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai và rất là vui mừng và hãnh diện được trình bày chủ đề này với các quý vị thầy cô và các quý vị đồng nghiệp. Kính thưa các thầy, các cô, các quý vị đồng nghiệp, thì cái vấn đề mà liên quan stress trong thời kỳ kinh tế xã hội càng ngày càng phát triển, đặc biệt những nước phát triển với tốc độ mạnh mẽ như đất nước ta hiện nay, đó là vấn đề rất lớn. Và là vấn đề stress là vấn đề mà mỗi người dân, mỗi cá thể trong một số xã hội có vòng quay cao, áp lực, căng thẳng, thì đòi hỏi chúng ta phải có những thích ứng nhất định để làm cho việc quản lý và xử lý các vấn đề quan sát càng ngày càng rộng và đòi hỏi những mức độ hay là những chất lượng cao hơn. Chính vậy nên hôm nay tôi trình bày vấn đề này. Và trước tiên chúng ta cùng đi về khái niệm stress và yếu tố gây stress. Kính thưa thầy cô, trong cuộc sống ta đã gặp rất nhiều các tình huống mà người dân hoặc là bạn bè chúng ta than phiền rằng giai đoạn này tôi stress quá. Dạ, xin hỏi quý vị, nếu kêu như vậy thì họ đang thể hiện ở trạng thái nào? Trong khi khái niệm stress nó có ba yếu tố. Yếu tố nhất là nguyên nhân gây stress. Stress là yếu tố nguyên nhân gây stress. Và vấn đề thứ hai đó là trạng thái stress, tức là sao? Tức là chúng ta đang bị tác động bởi các yếu tố gây stress. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề gì? Hậu quả của stress. Tức là sau khi chúng ta tiếp xúc và trải nghiệm stress, chúng ta có vượt qua nó hay không vượt qua nó? Nếu không vượt qua nó thì chúng ta có những hậu quả nhất định, là bạn là các rối loạn liên quan stress. Như vậy thì khi người ta trải lòng rằng giờ này tôi đang stress quá thì họ hay nhắc đến trạng thái phản ứng tiếp xúc với các yếu tố gây 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 stress hoặc là gây gây thăng trầm. Vậy thì các yếu tố gây stress là những gì? Thứ nhất, chúng ta đi từ khía cạnh thứ nhất là yếu tố gây stress, đó là tất cả những yếu tố xung quanh ta, tất cả những sự việc hiện tượng xung quanh ta tác động vào chúng ta, gây lên những khó chịu, những cảm xúc, những ảnh hưởng ở mức độ khác nhau, nhưng mức độ thường là mức độ tiêu cực, thì đều được gọi là các yếu tố gây stress. Tuy nhiên, họ chia ra, stress có thể là yếu tố bên trong, có thể là yếu tố bên ngoài. Bên trong ví dụ như là gì à? Những bệnh nhân của chúng ta, những người bị bệnh, hoặc là yếu tố tâm lý, thì đang lo lắng, đang căng thẳng vì một cái gì đấy, thì đang lo nghĩ về vấn đề gì mà họ đã chuẩn bị cho thời gian sắp tới, thì đấy là yếu tố bên trong. Còn các yếu tố bên ngoài, ví dụ như là yếu tố vật lý, đau, nóng lạnh, thay đổi môi trường, thay đổi thời tiết, rồi các cái vấn đề liên quan đến vô hình như là áp lực kinh tế, áp lực xã hội, tốc độ phát triển xã hội quá nhanh, trong khi đó chúng ta thay đổi quá chậm, chúng ta không theo kịp, rồi chất lượng công việc, đòi hỏi công việc cao, trong khi đó chúng ta cái mà cập nhật thông tin, cái mà phát triển kỹ năng nghề nghiệp, cái mà chúng ta nâng cao cái tầm chúng ta, nâng cao cái kiến thức ta chậm hơn so với đòi hỏi của công việc, của xã hội. Đó là những áp lực vô hình mà thuộc bên ngoài chúng ta, làm chúng ta bị stress. Tuy nhiên có nhiều quá đã có thể có nhiều cách phân loại các yếu tố stress khác. Ví dụ có phân loại, người ta phân loại là gì? Là stress là mang tính yếu tố xã hội, stress là yếu tố mang tính gia đình, stress là yếu tố mang tính liên quan đến các quan hệ xã hội, các mối quan hệ, stress còn liên quan đến kinh tế, stress liên quan đến hôn nhân, đấy có thể stress liên quan đến bệnh tật, stress liên quan đến thiên tai và nhiều các yếu tố khác. Vậy thì
Tóm lại, Kairos là gì? Là tất cả những gì xung quanh ta và nó tác động đến ta, gây ra những cái ảnh hưởng tiêu cực nhất định thì đều được gọi là các yếu tố gây stress. Như vậy thì sao? Như vậy chúng ta là gì? Stress là chuyện hiện hữu, là chuyện cơm áo mặc, là chuyện hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc. Nhưng có một quan niệm tương đối sai lầm mà trước đây chúng ta hay hiện hữu trong đầu chúng ta cứ nghĩ đến yếu tố stress tức là gì đấy nó xấu. Đã, xin thưa quý vị, stress nó là ý yếu tiêu cực thì ai cũng biết, nhưng còn một ý nghĩa nữa mà nhiều người không hay để ý đến, đó là chính là gì yếu tố stress nó có ý nghĩa tích cực rất nhiều. Chính những stress, chỉ những stress nào mà nó làm thế cho chúng ta tổn hại, làm chúng ta khó vượt qua thì nó mới có ý nghĩa tiêu cực. Còn có những stress thì có ý nghĩa rất là tích cực. Cụ thể như sau: trong điều kiện bình thường, vậy thì chúng ta thấy rằng như tôi trình bày trên thì stress là một cái yếu, là cơ bản mặc, là cái vấn đề là rất là phổ biến, tất yếu trong cuộc sống. Ai có thể bị stress. Nhưng stress nó có tác dụng là gì? Là như một cái thước đo, nó như một yếu tố làm chúng ta phải ngày càng hoàn thiện, ngày càng thích ứng để chúng ta phát triển hơn. Và cụ thể như thế nào? Cụ thể là ví dụ các bạn đã học cấp 1, bạn thi ở cấp 1 thì nó gì? Cái cuộc thi chuyển cấp đó chính là một áp lực cho các học sinh cấp 1 chúng ta. Nhưng khi các bạn đã vượt qua đó rồi thì các bạn sẽ được ở những môi trường học tốt hơn tùy theo cái mức độ vượt qua. Và như vậy nó làm chúng ta trưởng thành hơn. Còn bạn những bạn nào mà không vượt qua thì những bạn ý đang đối diện những cái stress nhất định. Còn khi chúng ta vượt qua rồi thì chúng ta đã trở thành một cái tâm thế khác, một tư thế khác. Vậy trong điều kiện thông thường, stress nó là một yếu tố giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn, hoàn hảo hơn và tiến bộ hơn nếu chúng ta thích nghi được nó và vượt qua nó. Chỉ trường hợp nào chúng ta không vượt qua nó thì nó mới có những cái được tiêu cực. Khái niệm đấy là yếu tố stress. Khái niệm thứ hai là khái niệm trạng thái stress hay là trạng thái sang chấn tâm lý đấy. Tức là khi sao? Khi là những người chúng ta tiếp xúc với yếu tố gây stress và thì chúng ta cái trạng thái tiếp xúc đó chúng ta sẽ diễn ra như nào? Thì nó sẽ diễn ra khi mà chúng ta đã tiếp xúc với stress thì chúng ta sẽ có hai phản ứng kể cả về mặt cơ thể, cả về mặt tinh thần, chứ không chỉ không đơn giản là tinh thần. Một số sách dẫn lý như là phản ứng cảm xúc, trong sách dẫn lý là ví dụ là phản ứng cảm xúc đối với những sự kiện khủng khiếp như tai nạn này, thảm họa này, phản ứng tức thì này, giống như ngày xưa bạn là gì à? Chết như từ hải những ngày nhìn ông cô đang kiểu đẹp quá đứng sức sờ. Thì hôm nay cũng trong cái vấn đề sang chấn stress có nhiều cái tình huống như vậy. Ví dụ chúng ta hoặc là bệnh nhân của chúng ta nghe chúng ta thông báo những cái thông tin mang tính tiêu cực một cách mạnh mẽ thì làm cho người ta sững sờ, bàng hoàng và khó xâm nhập, khó tiếp xúc. Mà trong slide tôi dùng từ là cố định ấy, tức là cái trạng thái sững sờ, thì đấy là trạng thái phản ứng tâm lý tức thời. Còn nếu mà lâu hơn thì về tinh thần có những phản ứng như là phản ứng cảm xúc hôn định hoặc là gì tái lại
diễn lại các trạng thái căng thẳng hoặc là những cái tái lại những cái triệu chứng có thể khó chịu nhất định, thì tùy theo một cái rối loạn, tùy theo cái biểu hiện mà sau này chúng ta sẽ phân định thành những cái rối loạn, thành những hội chứng khác nhau. Ví dụ một người bệnh đã trải qua một cái thăng trầm mạnh mẽ nào đó, người ta có thể là sững sờ, người ta có thể là căng thẳng tột độ, có thể là vô định, có thể là khó tiếp xúc, nhưng từ từ nó sẽ dịu đi và người ta đã trở về hoàn toàn bình thường hoặc gần như bình thường. Nhưng mà sau này vào một tình huống nhất định nào đó người ta trải nghiệm thì người ta sẽ thấy rằng gì, có thể người ta nhớ lại những cái trải nghiệm mà lúc đầu người ta tiếp xúc, thì trong đó trong trường các loại cassette thì thường là được chẩn đoán trong cái mã PTSD, tức là rối loạn stress sau thăng trầm. Vì trạng thái stress thì có thể biểu hiện là ngay tức thời và hoặc là biểu hiện dài. Còn về phân loại các yếu tố gây stress thì người ta có nhiều cách phân loại khác nhau. Thường có một mấy cách phân loại phổ biến, đó là stress cấp tính hoặc stress mãn tính. Stress ngắn tính là một stress mà diễn ra trong thời gian ngắn hạn thôi, gây ra bởi các nhu cầu, các sự kiện, các áp lực trong quá khứ như trong tương lai gần thôi, chỉ xảy ra trong tay gần thôi. Và những cái ví dụ như là những cái lo lắng về tiền bạc này, mất việc này, chẳng may bị tai nạn này, thi cử này, duy nhất là thi cử ta ai thể qua, khi phải lên một stress rất là mạnh, rất là cấp tính, nhưng mà khi ta vượt qua rồi thì tự nhiên ta rất là nhẹ nhàng. Rồi mất mát người thân này, bị chấn thương này, hoặc là hoặc chúng ta đang phải đối mặt với cuộc thi vấn đáp này, cuộc phỏng vấn này, thì có thể gây ra những cái stress cấp. Stress cấp thì là rất là phổ biến, rất là thường gặp, nhưng thường như là nó không gây một cái hậu quả gì nặng nề nhiều như là stress là mãn tính. Cái phân loại thứ hai đó là cái stress mãn tính, thường là một dạng stress kéo dài, lặp đi lặp lại với các ví dụ như là mâu thuẫn trong gia đình này, ví dụ là trong các mối quan hệ vợ chồng, mâu thuẫn của hai vợ chồng trong thời gian dài mà không được giải quyết, thì đó là một cái loại stress xếp vào rối loạn stress mãn tính. Mà dưới stress này thì thường gây rất nhiều những hậu quả tiêu cực cả về mặt cảm xúc lẫn cơ thể. Còn với đối tượng chăm sóc của chúng ta đó là người bệnh, với các đối tượng chăm sóc của bác hôm nay thì tham dự này đa số là các bác sĩ. Vậy thì người đối tượng chăm sóc chúng ta là người bệnh, thì với người bệnh mà bị bệnh cấp tính thì họ cũng thường là trải qua những stress cấp tính, ví dụ đau đầu thường là chính cái chuyện mà trải qua cuộc mổ, chính cái chuyện tiêu tốn tiền bạc cho cuộc phẫu thuật, chính cái việc mà phải nghỉ việc để mà mổ được thừa, với chính cái việc mà phải có người chăm sóc trong mình điều trị, thì đấy là những stress cấp tính. Còn có rất nhiều người bệnh chúng ta đang phải đối mặt những stress mãn tính, nhất là những bệnh mà nội khoa kéo dài, hoặc những bệnh không phải nội khoa nhưng để lại những di chứng lâu dài. Nội khoa ví dụ như là những bệnh nhân đái tháo đường, dạ kính thưa quý cô là và quý vị là bệnh nhân tiểu đường, chúng ta có tỷ lệ bị trầm cảm, bị lo âu, bị các loại khác rất cao. Theo thống kê của nhiều nghiên cứu, nó chiếm từ 20 đến trên 30% số bệnh nhân tiểu đường có các rối loạn liên quan đến lo âu, trầm cảm, stress và các cái rối loạn mức độ nhẹ hơn. Hoặc là bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh nhân tắc phế mãn, bệnh nhân hen phế quản, bệnh nhân xương khớp. Bệnh xương khớp thì đa số là bệnh mãn tính. Các bệnh về máu cũng là đa số là bệnh mãn tính. Những bệnh đó có tỷ lệ rối loạn liên quan stress rất rất là cao. Trong tất cả các rối loạn tôi vừa kể trên thì theo những nghiên cứu thì bệnh cơ xương khớp là những bệnh mà có bệnh nhân có rối loạn stress mãn tính nhiều.
Còn bệnh bên thần kinh thì bệnh Parkinson, là những bệnh nhân Parkinson là bệnh nhân cũng có tỷ lệ lo âu trầm cảm và bệnh nhân có stress rất là cao. Một ý thứ hai là các cái vấn đề những bệnh tính, những bệnh những cái stress mãn tính làm suy yếu hệ miễn dịch của cơ thể, suy giảm sự đỡ của tinh thần và dẫn đến nhiều những hậu quả về mặt không chỉ tâm thần mà hậu quả kèm cả thể chất. Theo nhiều thống kê thì stress là một trong những nguyên nhân làm tăng nặng các bệnh lý liên quan đến tiêu hóa và tim mạch. Các loại stress làm cho những bệnh lý tiêu hóa nặng lên hoặc làm phát hiện mới, ví dụ như là bệnh viêm dạ dày, các bệnh cơn đau dạ dày cấp, rồi hội chứng đột đại tràng kích thích, rồi các cơn đau không rõ nguyên nhân tại vùng bụng, rồi các bệnh tim mạch, thì làm tăng tỷ lệ bệnh nhân tái nhập viện, tăng tỷ lệ số triệu chứng tim mạch, tăng nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân tim mạch nặng nề khi mà đối diện stress mãn tính. Nó vì sao? Vì tí là tôi phải cần trình bày trong phần cơ chế, nó có liên quan đến sự hệ thống miễn dịch của cơ thể, sự chống đỡ của các thành phần, những cái hệ thống liên quan đến các bệnh cơ thể, bệnh tinh thần theo cơ chế bệnh sinh của bệnh của loại stress. Ngoài ra còn cách phân loại thứ hai đó là có theo loại thành bốn loại. Có stress về thể chất, đây là stress nó cũng phổ biến, stress là thể chất ví như là bệnh nhân chấn thương, nhiễm trùng, phẫu thuật, lao động cường độ cao, cái này tôi vừa nói liên quan đến các bệnh lý cơ thể rồi. Một là loại phân loại thứ hai đó là stress về tâm lý, thường là bệnh nhân có biểu hiện về mấy vấn đề tâm lý, tôi nghĩ là về cảm xúc, về nhận thức, như là bệnh nhân tâm lý, bệnh nhân là có cảm xúc là gì, phẫn uất, sợ hãi, thất vọng, buồn bã, tức giận, đau buồn, mất mát gì đấy. Rồi về nhận thức, bệnh nhân quá tải thông tin, xấu hổ, ghen tị, lo lắng quá mức, rồi hoặc là đánh giá vấn đề quá mức, và thường khó kiểm soát. Kính thưa thầy cô, thì cái vấn đề nhận thức trong các loại stress là vấn đề vô cùng quan trọng. Ví dụ một vấn đề ví dụ ở đây là một cốc nước, nếu các anh chị mà để đứng này thì thấy rằng gì, cốc này nó cao, nhưng nếu anh chị để nằm ra thì thần nhìn thấy cốc này nó thấp. Vậy thì cùng cốc nước, tại sao ở cả hai tư thế khác nhau, chúng ta nhìn ở nhìn lúc nó cao lúc nó thấp? Và các vấn đề gây stress nó cũng vậy, nếu như chúng ta nhìn thấy sự vật hiện tượng nó vừa xảy ra trước mặt chúng ta với khía cạnh tiêu cực, với khía cạnh gì đấy không được đúng với bản chất của nó, thì chúng ta dễ như có những cái phản ứng cảm xúc tiêu cực. Ngược lại, nếu chúng ta nhìn một sự việc vừa xảy ra trước mắt chúng ta với nhận thức thấu đáo, đúng mực, hiểu rõ bản chất, thì chúng ta dễ dàng thông cảm, dễ dàng giải thích được những cái khó chịu, xin lỗi, giải thích được những cái căn nguyên, những cái bản chất vấn đề, thì chúng ta khó có cảm xúc tiêu cực. Chúng ta dễ thay bằng cảm xúc tiêu cực đó, chúng ta lại dễ gì, dễ chia sẻ, dễ đồng cảm, và như vậy thì chúng ta sẽ đỡ bị stress hơn. Nên vấn đề ở chỗ là gì, là nếu như trước một sự vật hiện tượng xảy ra chúng ta
Với người bệnh chúng ta mà có nhận thức đầy đủ thì việc xuất hiện stress sẽ ít hơn rất nhiều của trường hợp mà họ nhìn nhận vấn đề không được đúng, nhận thức không được đầy đủ, hoặc ngược lại một số trường hợp này phóng đại quá mức thì ở đây chúng tôi thì gặp rất nhiều trường hợp là tình huống là phóng đại quá mức, câu chuyện nó chả đáng là gì cả, câu chuyện nó chả có ý nghĩa gì lắm cả, nhưng mà gì, nhưng mà làm cho câu chuyện nó to tăng lên và để lại những hậu quả stress rất nặng nề. Về trường hợp này tôi để mà thay vì việc mà trình bày khô khan trên slide, tôi xin dẫn chứng một trường hợp mà chúng tôi đã phải tiếp xúc trực tiếp mà việc điều trị và xử lý rất khó khăn và kết quả không được hoàn hảo như mong muốn. Một cái tình huống như thế này, tình huống là có một bạn nam, đúng hơn là một đôi vợ chồng mới cưới đến khám chỗ chúng tôi. Thế thì đầu tiên là hôm đầu tiên là người chồng đưa đến, người bạn trai đến khám, thì bạn trai đến với trạng thái là rất là buồn bã, căng thẳng, tuyệt vọng. Thì khi tìm hiểu ra vấn đề thì bạn ấy chia sẻ là bạn ấy mới ly hôn, và sau những cuộc nói chuyện dài, chúng tôi hỏi ra nguyên nhân ly hôn là gì, thì câu chuyện bắt đầu là như này, là bạn ấy là một cậu trong một gia đình, sinh ra gia đình là có điều kiện, bố mẹ là công chức, và cũng qua thời gian thì cũng phát triển từ từ, thì cũng là dạng một gia đình trung lưu, và bạn ấy sau khi bạn là một cậu con rất là ngoan và học rất là tốt, sau khi học phổ thông xong bạn đi học là nước ngoài, bạn ấy và đã học kết quả ở nước ngoài cũng rất là tốt, về giao tiếp bạn ấy rất là lịch sự, văn minh và rất là tôn trọng người khác, rất là kính trọng, bạn ấy sống cuộc sống rất là tốt, công việc cũng tốt. Thì trong quá trình học tập ở nước ngoài thì bạn quen một bạn gái cũng có một gia đình có điều kiện, cũng được dạy học, được dạy dỗ và giáo dục một cách tử tế. Thế thì bạn gái cũng đi học nước ngoài và hai bạn cũng cùng hoàn cảnh, cùng điều kiện, rồi cũng có những đồng cảm nhất định, của hai bạn yêu nhau. Khi yêu nhau thì rồi khi tốt nghiệp đại học hai bạn cùng về nước và hai bạn đều có công việc rất là tốt. Và được hai bạn này đều được bố mẹ hai bên tác hợp và mua cho một ngôi nhà để trước khi làm lễ cưới. Sau khi lễ cưới thì hai bạn về cái ngôi nhà đó sống, và cuộc sống hai bạn ấy công việc rất tốt, lương rất tốt, và cuộc sống rất là, mình xem gọi là hoàn hảo. Vì sao hoàn hảo? Vì sao? Các bạn ấy có học thức này, bạn ấy ứng xử rất là tuyệt vời này, bạn ấy giao tiếp rất là tuyệt vời này, và mức lương rất là tốt, điều kiện sống cũng tốt, thỉnh thoảng hàng tuần đi về thăm bố mẹ hai bên. Lúc thì nhà bạn là nhà chồng và nhất là nhà vợ, và cuộc sống nó cứ êm đềm đềm, nó đẹp như vậy, rất hoàn hảo, một cuộc sống rất như mơ. Nhưng câu chuyện bắt đầu xảy ra từ cái việc sự việc như thế này, tức là nhân một cái hôm mà về nhà chồng cuối tuần về nhà thăm bố mẹ chồng, trước câu chuyện này thì cả hai bố mẹ chồng, bố mẹ vợ đều nhận xét là đều rất là happy về đôi vợ trẻ này, và rất hài lòng với cuộc sống, và đều khen con rể mình tuyệt vời, và đều khen con dâu mình tuyệt vời. Nhưng câu chuyện nó không tuyệt vời, bắt đầu xảy ra từ như này, từ một hôm mà hai vợ chồng ấy về thăm bố mẹ chồng, thì cũng cuối tuần thôi, nhân cuối tuần thì bố mẹ vợ mới đi mua thịt chó về để gia đình cũng ăn. Khi ngồi vào chuẩn bị, khi mà chưa chưa ăn cơm
khi chuẩn bị bạn này bán nước ngon và chuẩn bị đồ ăn cho gia đình thì bạn hỏi mẹ là thịt này thế gì, thế là bạn mẹ bảo là thịt chó. Thế thì từ cái thịt chó bạn nghe thịt chó ấy, bạn ấy bắt đầu bạn nổ sung lên, bạn ấy có những bắt đầu buột ra những cái câu nói mà hơi nặng nề so với thông thường. Vì sao? Vì bạn này bạn ấy Tây học mà, hai bạn đều yên động vật rồi không ăn, thế thì ăn thịt chó. Và quý vị biết là bây giờ đợt này ở Việt Nam mình đang phong trào không giết và không xử lý chó cũng rất là tiến bộ, rất là tốt. Thế thì bạn đã phản đối như vậy thì bà mẹ thì cũng biết là hai con mình là yêu động vật, yêu chó thì cũng rất là kiềm chế, giải thích là bố mẹ cũng hiểu chuyện đó, nhưng cái chuyện này là bố mẹ quen rồi, với từ xưa bố mẹ cũng ăn rồi, ăn ngày xưa ăn nhiều, bây giờ thì rất ít ăn, thỉnh thoảng mới ăn, thì nhân hôm nay là cuối tuần thì thế nào thế kia mới mua thịt chó về ăn. Thì mà mẹ cũng rất là nhã nhặn để giải thích, nhưng mà cô này cô ấy không không kiềm chế được cái ngôn từ hay là cảm xúc của mình, và bắt đầu mâu thuẫn, nói mẹ quá lời thì bắt đầu vào, sau đó thì cô ấy bỏ về, cô ấy bảo bỏ về, cô không ở nhà, không không ở đấy tham gia bữa ăn cùng gia đình nữa. Thì mọi chuyện tưởng như là nó xuôi, nhưng mà sau đó thì cô này cô ấy không thể nào mà cô ấy bỏ được cái chuyện suy nghĩ là bố mẹ chồng là người xấu xa, bố mẹ chồng là thế nọ thế kia, ăn thịt chó là rất là xấu, rất là thế nọ thế kia đấy, và cô ấy thì những ngôn từ cũng tương đối xúc phạm. Sau một số lần giải thích là mẹ chồng rất là văn minh đến xin lỗi đàng hoàng, nhưng mà bà cô này cũng nhất không chịu, và bắt đầu từ cái cách nhìn nhận, tôi gọi là nhận thức vấn đề của người con dâu, nó làm cho mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Và như vậy Đức tự, và chỉ vì cái lời qua tiếng lại về cái chuyện mà mâu thuẫn không thể giải quyết được, và mọi người cứ nhìn vấn đề tiêu cực hóa dần dần đi, xong rồi bắt đầu nó mâu thuẫn và chuyện đến kéo dài, kéo theo đến là gì, làm cả hai vợ chồng bắt đầu mâu thuẫn cãi nhau. Và khi đã mâu thuẫn cãi nhau thì ít ngôn từ tốt đẹp và suy nghĩ tốt đẹp là tuôn ra lắm, chủ yếu là những từ ngược lại, những từ tiêu cực tuôn ra, và cái mâu thuẫn dần dần nó cũng lớn lớn dần dần và không giải quyết được, nên là hai bạn dẫn đến ly hôn, dù rằng bạn trai này vẫn vẫn còn yêu bạn gái đó, vẫn yêu vợ. Thế thì khi vì cái câu chuyện không giải quyết được và phải ly hôn, nên là cậu bạn trai bạn ấy rất bị stress và bạn ấy đến khám thì tôi cũng và cũng rất mong muốn là dù ly hôn rồi, nhưng rất muốn là vì bạn ấy bảo là vì cái chuyện bạn trai nhận thức rất tốt về vấn đề này, bạn ấy bảo là đây chỉ là quan niệm thôi, nếu như vợ em không phóng đại quá vấn đề lên, nếu vợ em tôn trọng cái thói quen và sở thích của bố mẹ em, bố mẹ thì câu chuyện nó chắc chẳng có gì cả, vì đây là đây. Nhưng mà vì phóng đại có vấn đề lên và không tôn trọng cái sở thích cá nhân, dù nó là xấu nhưng mà nó không không bị chưa bị xã hội lên án, chưa bị vi phạm pháp luật, đấy là cái thói quen mà thói quen đúng là có vẻ là chưa tốt so với xã hội hiện đại này, nhưng mà đấy là thói quen của cá nhân người ta. Thì nếu mà họ tôn trọng thì câu chuyện nó sẽ không ra, không 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 xảy ra. Vậy thì cái ví dụ đó tôi chỉ muốn chia sẻ, đây là ví dụ có thật, chia sẻ với các quý vị rằng cái vấn đề nhận thức trong stress nó vô cùng quan trọng, và nếu chúng ta nhận thức không được đúng, rộng mở, sâu sắc vấn đề thì làm cho không chỉ chúng ta stress mà chúng ta sẽ rất nhiều những cái stress hệ thống liên quan đến nhiều người, liên quan đến nhiều vấn đề mà phải giải quyết. Và cụ thể như kiểu tôi vừa rồi, stress tổn hại đó nó sẽ là kéo dài rất là lâu dài và rất là tiêu cực đến 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 không phải chỉ có mình bạn gái đó mà cả nhiều người khác xung quanh. Vâng, thưa quý vị này thì tôi chỉ lấy một ví dụ như vậy để chia sẻ với các thầy cô, các quý vị đồng nghiệp cái vai trò nhận thức
trong xét tâm lý nó quan trọng như thế nào? Vấn đề một cách phân loại thứ tư đó là gì? Thứ ba đó là xét tâm lý xã hội. Những khó khăn trong gia đình, khó khăn về cái chúng ta về cái này thì thường ngày chúng ta ai cũng thể gặp xét xã hội nhỉ? Và ngoài cái chuyện mà con cái học hành, gia đình, quan hệ gia đình rồi tình yêu, cuộc sống thì còn nhiều vấn đề khác liên quan đến hỗ trợ xã hội, thiếu nguồn lực tồn tại định, thiếu nguồn lực xã hội, mất việc làm, phải phá sản, rồi bị cô lập trong tập thể nhỏ, cô lập trong tập thể lớn. Đấy, vấn đề tâm lý xã hội không thể là ai có thể có. Và kính thưa các quý vị thì cái chuyện này nghe thì nó hiển nhiên rồi, nhưng có một yếu tố cô lập, và chữ cô lập cuối cùng này các thầy cô cũng các anh chị cũng cố gắng chú ý cho một chút. Tại vì sao? Vì trong những năm vừa qua chúng ta nghe rất nhiều các cháu gọi là bị bạo lực học đường nhỉ? Học sinh ta bị stress, bị trầm cảm, có những học sinh thì cả tự sát, và nguyên nhân là do bạo lực học đường. Trong bạo lực học đường có một cái yếu tố là dễ làm cho các cháu đi vào ngõ cụt, đó chính là gì? Là bị cô lập. Cô lập trong chính cái lớp mình, cô lập trong tập thể mình, tập thể của mình. Mình bị các bạn cô lớp cô lập rồi, nhưng mà thầy cô cũng không hiểu chuyện, thầy cô cũng không giải quyết nó, bố mẹ phụ huynh cũng không hiểu chuyện, cũng không giải quyết nó, đâm ra trẻ không có đường thoát, và dẫn đến gì? Dẫn đến tiêu cực, dẫn đến trầm cảm, dẫn đến tự sát đó. Rồi tiếp theo phần các phân loại thứ tư đó là xét tâm lý và xét tinh thần. Ví dụ như là cuộc khủng hoảng về ý nghĩa và mục đích sống này, các định hướng bản thân này, cái này các bạn trẻ bị nhiều lắm nha. Nhiều bạn trẻ bây giờ cứ vào đại học một thời gian này không biết học đại học để làm gì. Rồi các trẻ học sinh này biết là cháu học toán suốt ngày, vẫn học toán về cháu thấy bố mẹ cháu học toán bao nhiêu năm chỉ về chỉ mỗi bây giờ chỉ mỗi đi ra chợ mua rau cộng trừ nhân chia, chứ chả bao giờ dùng cái tất tích phân với lại vi phân với gì phương trình nọ định lý định là luật kia, chả bao giờ dùng đến cả. Thế bắt cháu học nhiều làm gì? Học toán làm gì? Đó vấn đề chỗ nào. Nhiều trẻ em, người trẻ bây giờ bị mất định hướng, và đối tượng này rất nhiều. Việc mất định hướng làm cho nhiều khủng hoảng xuất hiện, làm cho những người này dễ biến thành những nguồn lao động chất lượng thấp trong tương lai. Nên việc giáo dục, giải thích, giúp thế hệ trẻ nhận ra ý nghĩa, mục đích và định hướng đúng, phù hợp với năng lực, phù hợp với sở thích, phù hợp với hoàn cảnh là vô cùng quan trọng để làm giảm bớt cái stress tinh thần. Vậy thì nếu như chúng ta không giải quyết vấn đề stress, không loại trừ stress, thì chúng ta có thể gây để tại những gánh nặng gì? Ở trên slide chúng tôi sẽ lướt qua thôi. Chúng ta thấy rằng đa phần chúng ta đều trải qua những chuyện đau thương trong cuộc sống, và người thấy rằng và thấy rằng số lượng nhiều sang chấn mà chúng ta thấy có rất nhiều. Tùy cái này là thống kê theo tùy theo nước từ khu vực. Ví dụ người Mỹ, người ta thấy rằng trong thấy rằng có hàng 250.000 người Mỹ bị cưỡng hiếp, tấn công tình dục, đây cả nam và nữ nhé. Đây. Rồi có người bị cướp, bị hành hung. Ở Việt Nam mình cũng đối tượng bị cướp cũng rất nhiều, hàng triệu trẻ em bị bắt nạt ở trường học. Thì là nữ thì nhiều hơn nam, nữ lên 2% và nam giới là gì 7%. Có những nhiều những sai chấn khác nhau. Ví dụ là đại dịch, như đại dịch Covid chẳng hạn, chúng ta thấy rằng với nghiên cứu của 9.079 người thì thấy là gì, có 29.6% có biểu hiện của stress, tức là người ta sử dụng một cái thang DAS, tức là thang đánh giá trạng thái stress lâu và trầm cảm. Để người ta đo thì thấy rằng có 29.6% là người được điều tra thì có bị stress,
và ở châu Âu lên tới 31,9%. Và ở nữ thì dễ bị stress hơn nam giới. Và mức độ tuổi hay bị stress nhất là tuổi từ 21 đến 40. À, có một ngược đời là gì? Người có trình độ học vấn cao hơn thì mức độ stress lại nhiều hơn. À, vừa rồi thì tôi mới nói đến cái vấn đề nhận thức, vai trò nhận thức, có nghĩa mọi người ta hiểu rằng ôi càng trình độ càng cao thì nhận thức càng tốt. Thế sao lại càng trình độ càng cao lại mức độ stress lại càng nhiều? Vô lý không? À. Và câu chuyện mà tôi vừa kể ví dụ đấy thì hai bạn đã học nước ngoài này, từ giáo dục thực tế này và những người nhận thức quá cao, có nghĩa hiểu biết quá cao ấy. À, ở đây là nhận thức về vấn đề xảy ra nhé, chứ không phải nói lên trình độ người đó. Ví dụ trong cái ví dụ vừa rồi ấy, vì bạn ấy học cao, bạn đã sống ở cái thế giới văn minh, bạn ấy mới nhận thức là gì, là yêu chó là động vật, điều độ là yêu chó là tốt. Còn với lại những người mà thông thường ấy, họ thấy là người ăn ăn thịt chó là bình thường, đúng không nhỉ? À, thế thì câu chuyện đây nó là nhận thức chứ vấn đề, chứ không phải là chỉ nhận thức theo trình độ học vấn. Vấn đề thứ hai, đây là một số cái gánh nặng của stress. Tôi xin lướt nhanh cái vấn đề gánh nặng nha. Vấn đề stress này hiện tại chúng ta cơ giới là bao nhiêu, chấn thương bao nhiêu, bỏng bao nhiêu này. Tôi xin lướt nhanh. Cái cụ thể là những người nào hay bị stress cấp, những người có tiền sử về rối loạn tâm thần trước stress, trước đó thì rất là dễ bị stress cấp. Những người có tiền sử phơi nhiễm sang chấn trước khi tiếp xúc gần đây, tức là những người đã trước đây đã có manh nha trải nghiệm stress thì dễ bị stress. Nữ giới sẽ bị nguy cơ stress nhiều hơn. Sang chấn càng nặng thì càng dễ bị stress. Những người có tâm lý bất ổn, những người dễ bị stress cấp. Và những người có xu thế né tránh thì những người dễ stress. À, kính thưa quý vị, là khi chúng ta gặp stress thì cái này nó sẽ liên quan đến vấn đề điều trị stress của sau này của bác sĩ Lan sẽ trình bày. Là chúng ta cứ nghĩ là do bị stress là chúng ta chọn giải pháp nào. Và mọi người hay nghĩ đến giải pháp né tránh, nhưng xin thưa trong điều trị thì cái việc chọn lựa giải pháp né tránh là chọn lựa tối thiểu, chỉ khi nào mà không có giải pháp thì mới chọn giải pháp né tránh. Còn tất cả các điều trị đều là gì, đều là giúp người bệnh đối diện với stress, đối diện với nó và vượt qua nó. Và vì như ngay trong phần định nghĩa ban đầu chúng ta thấy rằng stress là chuyện cơm áo mặc, là chuyện diễn ra hàng ngày, là chuyện hiện hữu xung quanh ta, ai cũng bị stress. Nếu người nào thích nghi là stress, những người nào vượt qua là stress tốt, thì những người đó càng ngày càng trở nên hoàn hảo và hoàn thiện hơn. Như vậy thì tôi đang nói đến khía cạnh tích cực của stress. Chứ không phải stress là tiêu cực đâu. Chính như vậy nên là khi điều trị chúng ta phải nhìn và đi theo hướng tích cực stress, là giúp người bệnh vượt qua stress và thắng stress chứ không phải né tránh nó. Vậy thì những khi trong cuộc sống những người nào mà họ họ thường ứng xử theo kiểu là né tránh stress ấy, thì những người đó rất dễ bị stress, né tránh vấn đề. Vì sao né tránh theo được mãi bạn ơi nhỉ? Rồi, và thứ gánh nặng thứ hai là gánh nặng của PTSD. PTSD là rối loạn stress sau chấn. Đấy là đấy những con số khô khan của chuyện liên quan. Vậy thì các cái tình huống nào, những cái nguy cơ, những cái đối tượng nào, những cái yếu tố nguy cơ nào mà dễ là để làm cho chúng ta bị rối loạn stress sau sang chấn. Những người đã từng trải qua sang chấn đây là những người dễ bị sợ sang chấn nhất, vì nó làm cho sao, những người làm cho dễ hồi ức, dễ hồi ức, dễ tái hiện stress. Tình huống đặc biệt thứ hai là tiền sử bị lạm dụng. Trong tất cả các nguyên nhân gây ra rối loạn stress ho chấn PTSD thì kính thưa quý vị, các anh hãy chú ý cho tôi cái tình huống là những trẻ bị lạm dụng tình dục. Trẻ đây có cả trẻ nam và trẻ nữ. Dạ, kính thưa quý vị, lạm dụng
tình dục là vấn đề rất lớn của xã hội, lạm dụng ở nhiều mức độ khác nhau, và đây là một tảng băng chìm vấn đề. Ở các nước xã hội phát triển thì cái chuyện mà lạm dụng tình dục, trẻ em được giáo dục, trẻ em được hướng dẫn rất kỹ để khi mà đối diện với chuyện lạm dụng tình dục thì họ, trẻ em sẽ biết cách nói với người giám hộ, nói với cơ quan bảo vệ pháp luật. Và chúng ta thống kê được nhiều vụ lạm dụng trẻ em ở các nước phát triển. Trong khi đó ở Việt Nam mình, tôi nghĩ rằng cái sự bị lạm dụng mà lạm dụng tình dục của trẻ em còn lớn hơn rất nhiều. Vì sao lớn hơn nhiều? Vì sao? Vì chúng ta chưa có chế tài nghiêm. Vì sao? Vì trẻ em ta chưa được, nhiều nơi chưa được dạy cách phát hiện và phòng lạm dụng tình dục. Chính vì vậy, đây là tảng băng chìm mà chúng ta cần quan tâm. Tảng băng chìm nó còn ý nghĩa khác nữa là gì? Là người lạm dụng tình dục thường là những người thân, thường những người gần gũi, nên chính vì vậy các em lại càng khó nói ra, càng khó tố cáo. Và vấn đề này làm các em chịu đựng cả cuộc đời, gây ra rất nhiều những cái tổn thương về tinh thần, ảnh hưởng đến chức năng nghề nghiệp, chức năng xã hội và chất lượng cuộc sống khi trẻ lớn lên. Và tôi cũng nhân cái buổi trình bày ngày hôm nay, tôi cũng nếu như các quý vị mà làm đến việc đến công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em cũng như chăm sóc lĩnh vực tinh thần mà thấy những đối tượng những chúng ta chăm sóc có những biểu hiện khó nói, khó giải thích thì chúng ta hãy nên tìm hiểu kỹ để biết đâu phát hiện ra những vấn đề mà chúng ta có thể giúp đỡ được, có thể điều trị được. Ngoài các yếu tố lạm dụng tình dục thì bệnh nhân có rối loạn stress sang chấn có thể có bị ở một số đối tượng nguy cơ khác như là tiền sử gia đình có trầm cảm, tiền sử gia đình có lạm dụng chất, những trẻ mà có kỹ năng ứng phó kém, thiếu hỗ trợ xã hội và những trẻ mà luôn luôn sống trong môi trường bị stress. Như bài trình bày lúc đầu, tôi nói rằng stress là tất yếu, stress là cơ bản áo mặc, stress là hiện hữu quanh ta, đòi hỏi chúng ta phải vượt qua nó. Chúng ta vượt qua nó nghĩa là gì? Chúng ta thích ứng được với nó. Vậy vì với những trường hợp mà không vượt qua nó, không thích ứng được với nó thì sẽ gây một cái rối loạn gọi là rối loạn sự thích ứng. Tùy theo biểu hiện hội chứng lâm sàng là lo âu, là trầm cảm hay là cái gì đó thì sẽ có cái mã chẩn đoán là rối loạn thích ứng với phản ứng lo âu, rối loạn thích ứng với phản ứng trầm cảm kéo dài hay rối loạn thích ứng với hội chứng gì đấy, tùy theo. Và thấy rằng rối loạn thích ứng gặp ở 19,2% nữ và nam giới thấp hơn chỉ 14,5% thôi. Và đây là vấn đề mà cũng rất dễ để các bác sĩ bỏ qua và chẩn đoán nhầm. Nếu chúng ta chẩn đoán nhầm thì chúng ta sẽ điều trị hiệu quả không được cao. Toàn bộ các rối loạn qua xét được phân vào mã là một chương F4 của bảng phân loại quốc tế lần thứ 10. Trên đây tôi xin giới thiệu mã F43, tức là mã chuyên biệt về phản ứng stress và trầm và rối loạn thích ứng. Thì gồm có F43.0, đó là gì? Phản ứng stress cấp. F43.1 là rối loạn stress sau chấn. F43.2 là rối loạn thích ứng. F43.8 là phản ứng stress trầm trọng. Và F43.9. Đây là một cái mã chuyên biệt cho phản ứng stress. Tuy nhiên còn nhiều rối loạn stress khác mà được phân loại ở mã khác
trong toàn bộ chương F4 của IC50. Cụ thể như sau. Trong F41, đó là các rối loạn lo âu ám ảnh sợ. Rối loạn lo âu ám ảnh sợ là một rối loạn, một nhóm rối loạn của rối loạn stress. F43.2 thì có các rối loạn lo âu khác, nó gồm có lo âu, rối loạn lo âu lan tỏa, rối loạn lo âu trầm cảm và một số rối loạn khác. Và F43 vừa trình bày rồi. F44 là các rối loạn phân ly, và ngày xưa thầy cô hay gọi là hysteria, nhưng ở Mỹ nó gọi là chuyển di. Hysteria ấy, ở Mỹ nó gọi là chuyển di. Rồi, F45 là các rối loạn dạng cơ thể, đặc biệt rối loạn cơ thể này các thầy cô trong ngành nội khoa các bạn sẽ thầy cô gặp rất nhiều. Dạng tức là đồng dạng. Bệnh nhân có rất nhiều triệu chứng đồng dạng, rất nhiều triệu chứng giống, dạng là giống, giống với các triệu chứng của cơ thể. Bệnh nhân có rất nhiều triệu chứng giống với bệnh tim mạch, nhưng mà khám tim mạch chả có tổn thương, chả có cái gì phù hợp cả. Bệnh nhân có triệu chứng của tiêu hóa nhưng mà chỉ là viêm nhẹ hoặc gì đấy thôi, nhưng mà chữa mãi không khỏi, suốt ngày than phiền vào triệu chứng tiêu hóa. Bệnh nhân có thể có triệu chứng của thần kinh cơ, đau đầu, chóng mặt, suốt ngày đi khám chữa tiền đình suốt mà chả mà không hết. Hoặc là gì, các thầy cô có những minh chứng là bệnh nhân không phải triệu chứng, nên không phải tổn thương tiền đình mà vẫn có triệu chứng giống như triệu chứng tiền đình. Đấy là rối loạn dạng cơ thể, đó là một trong những rối loạn tâm thần thuộc mã F45 của cái chương các rối loạn stress. Ngoài ra có chương F18 là các rối loạn tâm căn. Tâm căn là bệnh lý của căn nguyên tâm lý. Rồi, đó là trên tôi xin giới thiệu các thầy cô, các quý vị đại biểu và các quý vị đồng nghiệp là các cái định nghĩa cũng như là các phân loại các cái nguyên nhân về stress. Phần tiếp theo tôi xin trình bày các chị là cơ chế của các loại stress. Cơ chế phần này thì nó rất là rộng, rất là dài. Vì thời gian không có không cho phép nên tôi sẽ trình bày mang tính tổng quan nhiều hơn là mang tính chi tiết. Cái tiếp cận đầu tiên là tiếp cận stress và các đáp ứng gen và sinh hoạt não. Nghe lạ nhỉ, stress mà lại liên quan đến gen, nghe rất là lạ. Dạ kính thưa quý vị, thì khoa học càng ngày càng phát triển, chúng ta thấy rằng stress thì nó là hiện hữu, ai cũng bị stress, nhưng mỗi người có cách nhận thức, mỗi người có cách đáp ứng, mỗi người có cách phản ứng khác nhau trước stress. Với những người mà trong cái điều kiện xã hội khác nhau, ví dụ là trong sinh ra trong hai gia đình khác nhau, sống ra ở hai môi trường khác nhau, được giáo dục trong hai điều kiện khác nhau, thì hiển nhiên họ hiểu biết khác nhau, hiển nhiên họ nhận thức khác nhau, hiển nhiên họ có trạng thái tâm lý và kiến thức khác nhau, nên họ sẽ phản ứng khác nhau. Họ đều ý thì chúng ta có thể gọi là họ là dễ một cách gọi là gì, biện hộ. Nhưng nếu trong một chúng ta thấy rằng trong một gia đình bố mẹ sinh ra 2, 3, 4 người con, nhưng tại sao trong 3, 4 người con ấy phản ứng stress khác nhau, cũng có thái độ trước stress khác nhau, cũng có tính cách khác nhau. Những người con đó là cùng điều kiện sống, cùng điều kiện bố mẹ sinh ra, cùng điều kiện nuôi dạy mà lại vẫn khác nhau. Thế thì câu chuyện đó là như thế nào? Thì người ta coi với bịa cái thái độ, cái phản ứng của một con người trước stress là một kiểu hình của người này khác kiểu hình của người kia. Vậy thì cái gì nó quyết định kiểu hình? Đó là kiểu gen nó quyết định kiểu hình, còn gì nữa? Tốt nhỉ. Và với công nghệ khoa học phát triển hiện nay thì nghe thấy rằng với những người có một nhóm gen, có một người kiểu gen nhất định, thì người ta sẽ có những cái phản ứng stress
khác nhau, và nó điều tiết cái chất dẫn đến thần kinh neurotransmitter này, là cái chất thần kinh, cái chất thần kinh khác nhau nên làm cho người ta nó liên quan cả giải phóng, cả phản ứng, cả thì chính cái gen này nó còn nó điều khiển cái chất phản ứng, chất dẫn đến thần kinh này khác nhau, nên là người nên là gì, cái sự chống đỡ với stress, phản ứng stress khác nhau giữa cá thể. Và người ta từ trên cái lý luận đó, người ta tìm được những cái nhóm gen, những cái kiểu gen chi phối cái kiểu hình hay các sản xuất và điều tiết các chất thần kinh trước stress khác nhau giữa các cá thể. Với công nghệ càng ngày phát triển thì cái xác định bằng kiểu gen càng ngày càng có giá trị. Chúng ta không phải đợi đến bệnh nhân bị stress nặng nề, chúng ta không phải đợi đến bệnh nhân có những rối loạn nặng nề chúng ta mới đi xét nghiệm gen, mà chúng ta sẽ, nếu như chúng ta biết trước được kiểu gen, chúng ta sẽ biết được kiểu hình người ta thế nào, chúng ta sẽ biết trước được là sẽ phản ứng, họ sẽ phản ứng thế nào trước stress, và như vậy thì chúng ta giúp được chúng ta những cái dự phòng cấp một tốt hơn trong vấn đề mà quản lý điều trị stress. Trên slide chúng thấy rằng còn ngoài ra còn có vai trò phản ứng của chất dẫn đến thần kinh và hormone. Thì ở đây nào, khi chúng ta có stress tác động vào chúng ta, não bộ sẽ gây ra những cái phản ứng liên quan đến chất dẫn đến thần kinh là gì? Dopamine, noradrenaline, acetylcholine, GABA tại các nhiều vùng khác nhau của bộ não và dưới đồi, gây ra những cái ứng phó về hành vi, ứng phó về cảm xúc, đường não bộ, đặc biệt là kể cả ngoài mã. Và khi mà chúng ta bị stress, còn hai yếu tố thay đổi về mặt sinh học đó là gì? Tuyến thượng thận cộng cortisol thay đổi làm cho tăng sản xuất cortisol để làm cho ta chống đỡ stress. Còn loại thứ ba đó là gì? Đó là endomorphin, tức là morphin nội sinh, nó có rất giá trị trong cái chống đỡ những stress cấp tính tức thời. Chính vì thế những là người mà họ bị nghiện ma túy, nghiện heroin ấy, nó sẽ họ sẽ rất khó khăn trong việc mà ứng phó chống đỡ được với stress hơn là những người thông thường. Trường hợp này nó còn liên quan đến vấn đề thứ hai là trong quá trình điều trị, nếu mà một số bệnh nhân mà chẳng may họ bị lạm dụng các cái thuốc mà gây nghiện, thì những người này thì không chỉ vào gây mê, các anh chị đi gây mê thấy khó khăn hơn, mà điều trị các loại có stress cũng khó khăn hơn. Đây là slide tôi chỉ tôi sẽ nói đây, cụ thể từng cái chất một trên từng vùng khác nhau, vùng trán, vùng amygdala là như nào, vùng hải mã là sao, bệnh nhân cá nhân thì như nào. Tiếp cận thứ ba nó tiếp cận về cơ sở sinh lý giải phẫu của stress. Nghe thấy rằng phản ứng căng thẳng và stress liên quan đến một hệ thống phức tạp với nhiều vùng như là điều biến của não, chi phối học tập, trí nhớ, quyết định chiến lược và nhiều vùng khác nhau của não bộ, các vùng tham gia vào hệ thống phản ứng stress. Stress ra là cái những cái vùng khác nhau của não bộ liên quan đến vấn đề ứng phó với stress khi mà người bệnh tiếp xúc với stress. Và tôi xin phép đi qua nhanh phần này, các thầy cô cũng không phải trong tất cả các vùng thì có hệ thống trục hạ đồi, tuyến yên, tuyến thận là hệ thống phản ứng nhạy và rõ nét nhất với các yếu tố gây stress. Như vậy tôi đã trình bày khi mà chúng ta bị stress, chúng ta tiếp xúc với yếu tố gây stress, mỗi cá thể sẽ chịu phản ứng bởi cả hai
thứ đó là gì? Đó là phản ứng về mặt tinh thần. Thứ hai là phản ứng về mặt thể chất, đó là cơ thể. Những biến đổi thể chất tôi vừa trình bày, trục tuyến điên, tuyến đổi, tuyến thượng thận, các vùng cấu tạo bộ não, rồi liên quan đến gen và các chức năng thần kinh như các slide trước. Ngoài ra còn có kể đến vai trò của các yếu tố khác, đó là vai trò nhân cách. Nhưng thưa quý vị, stress gây bệnh và thể bệnh phụ thuộc vào nhiều rất yếu tố và nhân cách. Những người có nhân cách yếu, những người có nhân cách lãng mạn, những người có nhân cách văn nghệ sĩ thì những người dễ bị stress hơn. À, vì cũng đã dễ hiểu thôi. Những người nhân cách yếu, những người lãng mạn, những người văn nghệ sĩ, họ sống nhiều bằng cảm xúc hơn là lý trí. Và những người ứng xử và sống bằng cảm xúc thì dễ bị stress hơn những người sống bằng lý trí. Một nhóm thứ hai là những người có nhân cách khép kín thì dễ bị stress hơn những người có nhân cách hài hòa, cởi mở, dễ chia sẻ. À, điều này rất dễ hiểu. Còn một loại nét nhân cách nữa, đó là những người nhân cách chi ly, cầu toàn, cẩn thận quá mức thì cũng dễ bị stress hơn những người sống thoáng. À, nhưng ngược lại, những người có nhân cách vững mạnh, những người sống có lý tưởng thì thường khó bị stress hơn. Đó, chính vậy nên là mà nhân cách thì hình thành được là gì? Bởi không chỉ bẩm sinh mà còn phụ thuộc vào môi trường, giáo dục và rèn luyện nhân cách. Nên những đối tượng nào mà được rèn luyện cách tốt thì họ sẽ khó bị stress hơn những người mà trong điều kiện ít được trải nghiệm và rèn luyện nhân cách. Vai trò thứ hai là vai trò của môi trường và cơ thể. Môi trường và cơ thể cũng vô cùng quan trọng. Nếu mà một cơ thể, một cái nhân người có nhân cách khỏe mạnh, có người có tính cách mạnh mẽ, có người học thức cao, hiểu biết rộng, nhưng mà chẳng may cơ thể ốm yếu thì cũng dễ bị, thì cái sự tinh thần cũng xuống, vai trò nhân cách cũng xuống, sự chống đỡ của tinh thần cũng xuống, và thì nó cũng đang dễ bị stress hơn. Vai trò môi trường đấy, những môi trường nào mà tiêu cực, suốt ngày gánh đua nhau, suốt ngày mâu thuẫn nhau, suốt ngày đấu đá nhau, toàn sống thì tiêu cực thì cũng dễ bị, cá nhân trong đó dễ bị stress hơn là những môi trường mà tích cực, môi trường vui vẻ, môi trường đoàn kết thì sẽ khó bị stress hơn. Vậy thì câu chuyện ở đây là gì? Câu chuyện là bệnh lý stress sẽ sinh ra khi nào? Khi sự chống đỡ của cơ thể và tinh thần chúng ta thua cái sự tác động của stress thì sẽ gây ra bệnh lý. Còn nếu chúng ta thắng nó thì làm chúng ta ngày càng trưởng thành, hoàn thiện và phát triển hơn. Điều đó làm nên stress có hai ý nghĩa cả về tiêu cực và ý nghĩa tích cực. Còn khi bị stress rồi, chúng ta có thường biểu hiện lâm sàng gồm cái gì? Trên đây là biểu hiện thì tôi cũng thể hiện cho cái ý tôi vừa trình bày các anh chị. Còn cụ thể với trẻ nhỏ khi bị stress, ví dụ trẻ 3 tuổi khi bị stress thì thường có biểu hiện là sao? Biểu thứ nhất là rối loạn uống, rối loạn ngủ, cảm giác bị chia ly, thụ động, khó dỗ dành, hạn chế chơi, dễ giật mình, chậm phát triển ngôn ngữ, rồi hành vi cũng rối loạn, rồi nhận thức cũng ảnh hưởng. Đây là những tổng hợp về những triệu chứng của trẻ dưới 3 tuổi. Còn cụ thể theo từng hội chứng thì người bệnh sẽ được trình bày theo những triệu chứng chuyên biệt của từng hội chứng đó. Còn hôm nay là bài tổng quan, tôi chỉ giới thiệu những tổng hợp những triệu chứng cơ thể mà người phản ứng mà có thể chúng ta gặp phải khi bị stress. Còn với trẻ lớn hơn là trẻ từ 3 theo tuổi thì thường có biểu hiện như là lảng tránh, lo lắng, này bồn chồn, bốc đồng, các triệu chứng đau đầu, tức ngực, giảm tập trung, khó giải quyết vấn đề, hay ác mộng, mơ mộng, này ít kết nối, này dễ cáu gắt,
hành vi hung hăng chống đối xã hội gì đấy, rồi buồn chán, hung hăng, giảm gắn kết với bố mẹ, giảm gắn kết với người chăm sóc, rồi thu mình. Những trẻ 3-6 tuổi có thể bị hiện như vậy. Dấu hiệu những người trưởng thành thì có thể nhiều hơn, dễ cáu kỉnh, dễ hung hăng, lo lắng, hồi hộp, lo âu, sợ hãi, buồn chán, mệt mỏi, chán trường, tim một các triệu chứng thần kinh thực vật, rồi quả hạ suy nghĩ thì tiêu cực, thì quá lo lắng, mất tập trung, sợ bỏ rơi, sợ cô đơn, khó mắc, rất nhiều triệu chứng. Và tùy theo mỗi hội chứng thì nó sẽ làm trình bày, sẽ có những cụ thể từng triệu chứng chuyên biệt theo hội chứng. Ở người trưởng thành thì có một số hành vi tương đối dễ nhận diện khi gặp stress, đó là gì? Tránh những tình huống gây stress, đây không tốt đâu nhé, tránh tình huống gây stress không tốt đâu nhé. Đó. Rồi chọc nghẹo người khác, rồi cắn móng chân móng tay, hoặc là bố ra bố đeo cấu véo, rồi hành động tác dị thường, rồi khó tập trung, ăn quá nhiều ăn quá ít, hút thuốc uống rượu, bồn chồn, rồi các triệu chứng cơ thể rất nhiều khi bị stress, chúng ta bị triệu chứng cơ thể rất nhiều, từ hô hấp, từ tinh thần, từ thần kinh cơ, từ mắt, từ thần chóng mặt, rồi giấc ngủ, rồi từ mệt mỏi suy nhược, rồi đau các loại, triệu chứng tim mạch, triệu chứng tiêu hóa, rất nhiều, buồn nôn. Mà chú ý nhá, là các anh chị thầy cô khám xét đủ các kiểu về mặt thể chất rồi, không thấy tổn thương nào phù hợp với tất cả triệu chứng người ta đang khám phiền chúng ta. Và người già cũng có rất nhiều những cái triệu chứng lâm sàng khi bị stress. Ở người già đó là gì? Tức là mất ngủ, ăn mộng, chán ăn, hồi hộp, đau cơ, mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi, buồn chồn, bất an. Vâng, phần triệu chứng thì tôi xin đi nước như vậy, vì đây là nó chỉ là tổng hợp triệu chứng. Còn về mặt cụ thể thì các đoạn xét được phân loại trong chương F4 của bài CD10 theo từng hội chứng, từng bệnh chứng và thể bệnh. Tuy nhiên một hội chứng nào thể bệnh nó có những tiêu chuẩn bệnh triệu chứng khác nhau, và chúng tôi sẽ trình bày tiếp theo trong phần sau. Còn khi mà đây là tôi giới thiệu một số trắc nghiệm mà các thầy cô có thể tham khảo khi sử dụng để đánh giá stress, ví dụ như là thang PSSI là thang đo mức độ stress tiếp nhận, rồi thang DAS, thang DAS là phổ biến lắm, rất là chuẩn đoán ở Việt Nam, và thang đánh giá lo âu trầm cảm stress, rồi một số thang khác. Ngoài ra mỗi tùy theo mỗi độ, mỗi rối loạn, mỗi bệnh chứng, mỗi triệu chứng, chúng ta sẽ có những cái trắc nghiệm chuyên biệt. Ví dụ như test Dung thì chuyên để mà đánh giá trạng thái lo âu, test Beck thì chuyên đánh giá trầm cảm và người trưởng thành, Hamilton thì gồm cả Hamilton A thì chuyên đánh giá lo âu, Hamilton D đánh giá trầm cảm, và còn nhiều trắc nghiệm tâm lý khác hỗ trợ các thầy cô, các biết đồng nghiệp trong vấn đề đánh giá trạng thái stress. Còn về chẩn đoán thì như tôi nói, dựa vào những cái triệu chứng cụ thể chuyên biệt mà chúng ta sẽ xếp vào thành những hội chứng và những thể bệnh khác nhau theo mã chẩn đoán từ F41-48 theo bảng quốc tế thứ 10. Ra bảng quốc tế thứ 10 thì đến nay chúng ta cũng tương đối lâu năm rồi. Chúng ta hy vọng là sẽ có bảng phân loại mới sớm để ta có những cái tiến bộ trong chẩn đoán. Còn về điều trị thì về điều trị chúng ta có điều trị bằng thuốc, hóa dược, điều trị bằng tâm lý, cái này thì chúng ta thấy là rất là phổ biến rồi. Tuy nhiên về đó điều trị thì nó có chỉ định và chống chỉ định và thuốc thế thôi. Mỗi một hội chứng, mỗi một bệnh chứng, mỗi một thể bệnh sẽ có chỉ định và chống chỉ định khác nhau, gọi là thuốc mình. Thứ hai là liệu pháp tâm lý cũng thế, và mỗi có rất nhiều liệu pháp tâm lý, và mỗi một loại pháp tâm lý sẽ có những ứng dụng trong những giới hạn cụ thể nhất định. Còn việc có thứ ba, hiện tại chúng ta cũng đang tiến hành sử dụng song song với hóa dược và tâm lý trị liệu, đó là điều trị điều về não. Có hiện tại có rất nhiều, như ở viện Bạch Mai chúng tôi có nhiều phương pháp ứng dụng nhiều cái
phương pháp điều trị đi não để giúp hỗ trợ cho điều trị thuốc và tâm lý, giúp người bệnh nhanh chóng và dễ chịu hơn, nhanh chóng điều trị, cái thời gian điều trị ngắn hơn và chất lượng sống người bệnh sẽ nhanh đạt được hiệu quả cao hơn. Vâng, kính thưa quý vị và các thầy cô, trên đây là tôi xin phép trình bày phần đại cương của các đoạn cassette. Vâng, xin trân trọng sự lắng nghe của các thầy cô và các quý vị đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn.